cái con này em nhìn nó kiểu nó trúng lâu rồi, trúng bẫy lâu rồi. Cái bẫy đây nha. Con suối thế nào, nước to lắm các bạn ạ, trông như vậy thôi nhưng mà nước khá là to luôn. Đây đây đây, ngã đây ngã đây. À, không qua được đâu, chắc lên đường trên thôi. À, lên đường trên thì không đi được. Đi 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 cùng nhau ấy, đi cùng nhau theo mà hàng ấy. À, anh Xuân tháo dép đi. Cứ đi từ từ như thế cũng được Hội ơi. Cứ đi từ từ thôi. Từ từ thôi. Úi xời, úi xời. Ngập hết xe rồi. Ôi cái kia nước vào ống xả rồi. Đi đi Hội ơi. Ôi giữ vững rồi. Ôi khổ quá các bạn ơi. Phải nổ xe mới được. Ôi sợ, ôi sợ, ôi sợ, ôi sợ ơi. Em trèo lên ga nhẹ nhẹ để nó đi từng tí một cũng được, nó tắt máy cũng được, nhưng mà cứ để cho nó đi giật giật đi, nó bước đi đứng này. Bây giờ Thành Lương còn không biết qua như thế nào đây. Cẩn thận ngã nhé, ngã là ướt hết đấy. Tại vì cái sỏi này này các bạn này, à, mấy cái sỏi này ấy, nên là nó xe, cái lốp xe nó bị lún xuống. Giờ Thành Lương phải tháo dép đây này, tháo dép thì mới đi qua được đây. Úi trời, đi bộ thì nó còn dễ nhưng mà đi xe thì thật sự nó như là một cơn ác mộng luôn. Các bạn biết vì sao không? Tại vì những cái sỏi ở dưới suối này này, xe đi qua thì nó lún xuống. Và mình càng ga thì nó càng đào sâu xuống. Cộng thêm cái nước nó dồn từ trên này xuống, nó đẩy cái xe đi, cho nên là rất là khó đi. Ga từ từ thôi. À, đây là bọn mình đang đi vào trong khe pặn các bạn ạ. Đi vào trong cái pặn để quay phim, quay các clip về phim hài người giao ấy các bạn. Đây này, nước như này nhưng mà nó cũng khá là cái mức độ trôi của nước ấy khá là mạnh, cho nên là việc đi xe qua đây nó cũng là rất là khó. Rất là dễ, anh thì dễ rồi. Đi ra ngoài kia làm gì? Chăn lợn á? Em ngại. Xin chào cả nhà. Ok các bạn nhé, bây giờ thì bọn mình lên đến trên cái bản rồi đây này. Thì MV đang chuẩn bị chăn lợn đây. Nãy qua cái suối là khủng khiếp quá các bạn ạ. Cái suối thật sự nó vừa mới mưa xong ấy. Bọn mình khá là lâu không vào đây rồi, được 5 hôm. Cái gì đấy? Hả? À, à sợ đấy, cái đầu kia sợ đấy. Đâu đi lên xem đại ca tóc màu gà như nào này. Xài ơi, bên kia thì các cô đi câu về. Ôi giời, Đức ơi, Đức. Ôi giời, cái tóc khiếp thế. Các cô đi câu về. Có được có cá không chị? Đầy cá đây. Đầy cá, cá đâu? Đây đây, đằng sau đây. Ôi, sao được nhiều như này á? Ôi trời ơi. Tôi sẽ trái cho tay mày. Cái này phải hơn 10 cân. Hơn rồi, hơn rồi. Cá to. Toàn là cá quả nhỉ.
To. Ôi sao nhiều cá này á? Đi trên quay mà được mất cái cảnh. Ờ đi 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 xem cá đi, xem cá đi. Có xa không? Từ ra lên lên. Đây nha các bạn nha. À, chị trên lưng chị kia là cả một cái rổ cá, một cái thùng cá. Một thùng này. Nhiều cá lắm các bạn ạ. À. Tới đi bèo ăn lồ này kinh khủng nhờ. Ở trên này là gọi chung là bị cô lập bởi các môi trường hiện đại ngoài kia các bạn. Rất là ít những cái thực phẩm mà ở ngoài chợ vào trong này. Thì các cô các chị ở trên này ấy, toàn là đi bấy cá kiểu như này này. Và được rất là nhiều luôn. Lần đầu tiên mà Thành Lương thấy các cô mà đi bấy cá mà được nhiều như này. Cả một rổ, cả một cái thông cá đằng sau lưng này này. Nhìn rất là nặng. Tí các cô sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nhé các bạn nhé. Đây đến nhà của cô đây này. Búng 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 càng tiếu mà. Búng càng tiếu đấy đúng rồi. Đúng anh ta đúng đấy thì. Đủ ký. Nhấn em cái này sắp ký mà. Hả? Ôi giời, cả một cái thông này các bạn này. Toàn là cái loại cá gì ấy. Nhìn mà bằng. Nên ta đủ ký. Kính nhỉ sao? Đủ ký giờ nó đéo thông à, có bẻng chó của nhi của nó em ạ. Ừ. Đang cùng bỏ trăm lên bị chú ra sẽ. Đây các bạn này. Cái cá này gọi là cái cá gì anh? Cái con dài dài ấy. Cá dài dài con đấy gọi cá gì? Béo nắng hả? Béo nắng mà nói tiếng phổ thông ấy. À đúng, cái này không biết. Cá dài. Cá dài. Cá dài. Chạch nó khác đấy. Chạch là con này con cá chê to to. Ôi con kia to đấy. Con này cũng không gọi là cũng không phải gọi là cá ấy đâu nhỉ. Cái con này em nhìn nó kiểu nó trúng lâu rồi, trúng bấy lâu rồi. Mấy ngày tại. Vâng. Đây cá đây các bạn này. Đây là cái bẫy cá. Đây cho mọi người xem cái bẫy của các cô đây này. Ôi mang cả đèn pin cơ á. Sẽ... đi phải kiếm gì đấy? À, đi phải kiếm gì? Phải kiếm đi đây. À. Cái bẫy đây nha. Đây là những cái bẫy cá đây các bạn này. Ở đây là những cái móc câu. Đây là những cái móc câu các cô móc run ở đây. Đấy. Cái bẫy này ngày xưa mà Thành Lương cái này không lấy ra. Ngày xưa Thành Lương cũng được đi bẫy cái loại móc này nhưng mà chưa được nhiều cá như này. Thành Lương lâu lắm rồi mà mới thấy được nhiều cá suối như này các bạn ạ. Có bao nhiêu cái bẫy đây? 6 cái, 7 cái. 7 cái mà đây 4 cái rồi trong này 3 cái nữa. 7 cái. Nó mà vô ký cái đu ký. Chẳng nên đâm cái này hơn kiểu kim. Đâu hiểu nhá cái này đâu hiểu tại sao. Cá không con trai? Ăn cá không? Ơi, bé có cái đồng xu ở trên cổ rất đẹp các bạn này. Đây là những cái đồng xu của người dân tộc Dao.
Ở trên này hầu như tất cả những cái thực phẩm ở ngoài chợ ấy gần như là không có lên trên này được. Đấy, cho nên là mọi người dân ở trên này chủ yếu là đi bẫy cá và sử dụng những cái thức ăn ở tự nhiên luôn. Rất là chất lượng các bạn nhá. À, các cô các chị ở đằng sau Thành Lương các bạn nhỉ. Đấy, Thành Lương vừa mua một cân cá để hôm nay anh em bọn mình sẽ ăn cơm đây luôn. Hai con cá này thì Thành Lương vừa mua vừa cho các cô, tại vì cũng thấy các cô đi khá là vất vả. Mỗi con cá là Thành Lương gọi là vừa mua vừa cho đấy các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ xuống dưới này và chuẩn bị đi làm phim các bạn nhé. Ngá đấy con ơi, cẩn thận ngá đấy. Ở trong này cách chợ cũng khá là xa và bị ngăn cách bởi hai cái đoạn suối, nước to khá là to các bạn ạ, đi cũng rất là khó luôn. Đây các bạn nhá, Hội ơi, giơ một con lên cho mọi người xem nào. Đấy, đây là em Hội, em đang chuẩn bị mổ cá đây. Em mổ đi, cứ mổ bình thường. Đấy, mổ để cho, tại vì bây giờ bọn mình chưa đi quay đâu các bạn ạ, bọn mình chưa đi diễn đâu. Thì tranh thủ để mổ cá, xong là ướp muối. Tại vì ở trên này không có tủ lạnh các bạn, điện thì khá là yếu, điện chủ yếu là điện nước máy thôi, năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời thôi à. Đấy, cho nên là không sử dụng được tủ lạnh, cho nên là bọn mình phải mổ cá, sau đó là ướp muối ở đây. Không có một con mổ đâu nữa, không có này, chắc nãy em nhìn nhầm. để trưa nay ấy, trưa nay thì bọn mình sẽ ăn cơm ở đây, tại vì ở sáng nay bọn mình đi ra sớm ấy các bạn, thì những cái các cô bán rong ấy thì chỉ có đi qua, bọn mình cũng không lấy được gì, may mà gặp các cô mà cái loại này bán đắt hơn vài lương vừa. Nhìn một con đây, cái loại này biết 200 mấy một cân đấy. Thế á, chuyện chăn ở tại lòng ta. Ừ thì ai bảo gì đâu, chi tâm kia mới vàng ba chữ tài. Thế cơ, đây các bạn nhìn cá ngon như kìa. Còn biết đúng. Ok Hội, em làm đi nhá. Đấy, hôm nay trưa nay bọn mình về nghỉ ở đây thì Thành Lương sẽ quay cho các bạn xem làm cái món này. Nhưng mà thực ra thì ở trên này chỉ có kho măng chua là được nhỉ, chứ những cái khác thì không nhiều. Đúng rồi. Ok, bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị đi diễn đây các bạn nhá. Chào các bạn nhá.